Chào anh chị bạn trở lại với chuyện hôm xe hơi thì hôm nay bên em làm nhanh cái báo giá về cái đầu xe Xpander tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang. Cụ thể thì dành cho anh chị nào lần đầu xem video thì kênh bên em là chuyên về giới thiệu chương trình khuyến mại, giá bán và hỗ trợ anh chị mua xe ở các hãng ở Bắc Ninh, ở Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội một cái giá hợp lý nhất. Ok thì Xpander chúng ta sẽ có bốn bản chính nhá, là bản số sàn, bản số động, bản thiếu là gọi là bản Eco và số động bản đủ Premium, Xpander Cross bản gia đình giá cao nhất. Hiện nay thì bản số sàn thì nó đang có giá niêm yết là 555 triệu. Tuy nhiên thì cái lượng xe về rất là ít và cái nhu cầu thật sự nó không còn nhiều. Chủ yếu bọn em sẽ bán chính là hai bản số động Eco, AT Eco và Xpander Premium đó. Bản số động Eco là bản 588 triệu đồng giá niêm yết nhé. Hiện nay thì thời điểm này đã có khuyến mại dành cho bản số động một cầu, đó là tặng 1 năm bảo hiểm phân vận theo xe, cũng như là quy đổi về tiền mặt đó đâu đó vào chưa đến 10 triệu bạn làm giúp em đó. Lăn bánh tỉnh hiện nay nó sẽ dao động vào khoảng tầm 655 triệu đồng. Đây đây là bản Eco này. Xe này thì bên em đã có một video riêng review nhanh rồi. Nó sẽ khác biệt một chút so về công nghệ, như là công nghệ đèn này. Đây, bình bên cạnh là bản brand mâm. Bản này tất nhiên là sẽ mâm nhỏ hơn, thì bên em đã thay thay mâm lại cho khách ở trên bản Eco AT rồi nhé. Phanh tay điện tử và màn hình. Với bản Premium thì chúng ta sẽ có đây, bản Premium thì sẽ là bản cao cấp và là bản bán chạy nhất tại thị trường hiện nay. Được trang bị đầy đủ như là phanh tay điện tử này, auto hold này, màn hình này, màn hình zin nhé. Còn trên phiên bản kia sẽ là bản thường đó. Hiện nay bên em đang sẵn màu bạc và trắng giao ngay, còn lại thì các màu khác thì nó sẽ đặt đâu đó vào khoảng 1 đến 1 tuần đến khoảng 10 ngày nó sẽ có xe. Ở thời điểm này thì xe nó sẵn hơn khá là nhiều rồi. Cái bản Xpander Cross thì giá niêm yết hiện nay đang là 688 triệu và lăn bánh đâu đó sẽ lộ vào khoảng 765 triệu. Bản cao cấp nhất đó là bản cao nhất Xpander Cross. Chủ yếu bên em bán chính là Xpander AT Eco và Xpander Premium. Số động 700 khoảng 720 triệu lăn bánh. Rẻ hơn nếu như các bác lấy về giảm tiền mặt toàn bộ một chút thôi. Đó, bốn đầu xe. Hiện nay thì duy nhất số sàn là hơi khan xe, còn lại thì chúng sẽ có đầy đủ. 700 khoảng 720 với bản full này. Hai màn hình này. Phanh tay điện tử auto hold này, khoảng hơn 600 cho phiên bản số động AT Eco. Thế thì lệch nhau vào khoảng 70 80 triệu. Bộ ghế da, bộ ghế nỉ này. Mâm nhỏ hơn một chút, thô hơn một chút này. Đèn LED hay halogen thì thực sự cái này nó dễ xử lý thôi. Đó, các bác thì các bác chọn cái nào? Em thì chắc là mua Eco độ như bên kia cũng được. Eco độ bên kia giá khá mềm và xe các thứ là nó sẽ sẵn hơn. Chỉ có cái phanh tay điện tử auto hold này là mình khó xử lý thôi. Đó, về cơ bản thì Xpander nó vẫn là một mẫu xe bán rất chạy. Các bác là ở Bắc Ninh, Bắc Giang có nhu cầu có thể alo trực tiếp qua bên em nhé. Mình được xem xe này. Bên em có sẵn xe ở trên kho luôn, gần như chúng ta sẽ có xem trực tiếp các phiên bản và được lái thử luôn nhé. Các bác liên hệ trực tiếp qua hotline đi kèm trên màn hình giúp em, chúng ta có một cái lượng xe đi test nó hợp lý. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.